Cái gì đang bay? Ông à, thế lấy dao làm gì ấy? Ôi 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 ôi. Dao này Sử ơi. Thế Hải với lại anh Sử ra đây lấy tổ ong về lâu chưa? Vừa lên thôi ạ. Vừa lên thôi à? Vâng. Thì ông thì đã về đến nhà chưa? Chưa rồi. Vẫn chưa về nhà. Vâng. Thế hôm qua là chú với lại thím về thì bảo là gặp ông rồi đúng không? Vâng. Nghe tin thôi không, ông chưa về rồi. Nghe tin rồi là ông chưa về rồi, đúng không? Vâng. Thế Sử cho anh hỏi một chút thì ông là đi lên rừng thì làm những cái gì mà mấy ngày chưa về? Con cảm ơn các ông các bà đã luôn luôn quan tâm tới ông. Con chúc các ông các bà thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc ạ. Rồi. Cháu được xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay cháu được lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu. Cô bác ạ, trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì cháu được có chia sẻ về ông với cô bác, hoàn cảnh của ba ông cháu ấy, rằng là ông lên trên rừng lấy củi là chưa có về nhà cô bác. Bây giờ thì được 3 hôm rồi. Đấy, và đến hôm nay thì cháu được cũng đã biết tin rằng là ông lên trên rừng là để làm gì đó cô bác. Đấy, và hôm nay thì lên thì cháu được muốn ghi hình lại cho tất cả các bác là cùng biết. Ở đây thì có rất là nhiều các bác là quan tâm tới hoàn cảnh của ba ông cháu. Đấy, vừa rồi thì cháu được có đến nhà của chú ở dưới kia rồi. Đấy, nhưng mà cô chú lại không có ở. Thì chắc chắn là em Hải với em Sử là biết tin về ông là như thế nào rồi. Còn lý do tại sao lại ông ở trên rừng lâu như thế trong khoảng thời gian vừa rồi là chưa có về cô bác. Hiện tại thì cháu Lực đang ở nhà mới của ba ông cháu. Thì cửa thì cũng nhìn thấy khóa hết rồi, là không có ai ở nhà. Và cháu Lực có điện cho em Sử thì nói rằng là hai anh em hiện tại là đang ở trên rừng kia. Ở trên rừng kia để mà lấy củi hay là để làm gì đấy cô bác. Thì có bảo cháu Lực là nếu mà cháu Lực lên thì cầm dao lên cho em Sử. Thế bây giờ thì lên để cháu Lực sẽ liệt xem là hai anh em đang làm gì. Và hỏi hai anh em xem là tin tức của ông là như thế nào cô bác. Cái quả này như kiểu là cái quả dâu này cô bác này. Đấy, nhưng mà hình như là quả dại thì ra là không ăn được. Nó cũng đỏ đỏ như kiểu quả dâu ấy. Ở đây thì cũng có rất là nhiều cô bác ông bà là quan tâm tới hoàn cảnh của ba ông cháu. Thì liệu rằng là sau khi mà ông lên rừng thì có bị làm sao không đấy cô bác. Thì phải nói là cháu Lực cũng đã cùng em Sử với lại em Hải tìm ông khá là nhiều rồi. Nhưng cái chỗ mà xung quanh ở đây thì hầu như là cháu Lực cùng với lại các em thì đã đi tìm hết rồi. Còn chỗ lên trên rừng già nhất thì là được chú với lại thím của em, hai anh em là đi tìm. Vừa rồi thì các em bảo là đang ở trên rừng kia lấy củi hay sao ấy cô bác. Thành ra là cháu Lực đang ở dưới nhà thì bảo là điện để mà nhờ cháu Lực cầm dao lên. Thì đồng thời là cháu Lực cũng sẽ ghi hình lại luôn, ghi hình lại cho các bác là cùng biết về cái tình trạng của ông hiện tại là bị như thế nào cô bác nhá. Ở đây thì cháu Lực cũng là người mà chỉ nghe các em truyền đạt lại thôi, chứ chưa có gặp trực tiếp các em. Sứ ơi, đâu ơi, lấy dao làm gì ấy? Làm gì đây? Cái gì đang bay? Ông à, thế lấy dao làm gì ấy? À, đây Sứ ơi. Lấy cái gì đấy? Cái gì đấy? Ui,
Đồ ông à? Ca. Ôi ơi ơi. Dao này Sứ ơi. Trên này là cái gì đấy Sứ? Trên này là cái gì đấy? Đấy chẳng hạn là tổ ông à? Có vẻ như tổ ông thì em Sử còn chưa biết nói mấy cô bác ạ. Ui, nhiều thế, nhiều ông đấy nhở. Ui, đây thì tôi cô bác ạ, cháu được không biết là tổ ông gì mà nhiều thế. Này tổ ông gì đấy Sử? Tổ ông gì á? Không biết tổ ông gì. Không biết tổ ông gì á? Ông cái tổ ông ở nhà đấy. Tổ ông ở nhà nó có mệt không? Có. Cháu Sử xin kính chào quý bà con chú anh chị. Thế còn Hải đâu rồi? Hải trên kia à? Ui, thưa cô bác này, cô bác nhìn. Cái này là phát hiện ra à? Có vẻ ở cây này á? À. Thế là bây giờ là mình lấy đi đâu hả Sử? Bỏ đấy hay thì lấy về nhà nuôi. Lấy về nhà nuôi á? Về nhà nuôi thì có cho ăn gì không? Không. Không cho ăn gì á? Cho ăn gì. Thế sao nó sống được? Để nó tìm ra đi lấy. Là nó tự đi lấy à? Thế là phát hiện lâu chưa? Lúc đấy mới thấy à? À thế là xong lúc anh gọi điện lên thì mới bảo là anh lấy dao lên à? Ôi, theo như em Sử kể rằng là đem cái tổ ông này cô bác này lấy về nhà để mà nuôi, là để mà đem ở nhà ấy, xong rồi lúc nào mà có mật ấy thì là lấy mật luôn. Nó bay đi vào trong đây hết cho Sử. Rồi đâu đang? Ôi ôi, nhiều thế nhở? Ôi nhiều quá, nhiều quá. Đây vừa rồi thì chắc là em Sử là đi tình cờ lên trên này là bắt gặp cô bác. Cái mùa này thì đang chuẩn bị đến là mùa ong rồi, cho nên là các em hay lên trên rừng để mà khai thác. Nhìn thấy con nó rất là nhiều. Con ông chúa nó vào chưa Sử? À? Ông chúa nó vào chưa? Không biết đâu. Không biết đâu à? Thế không biết con nào là con ông chúa à? Không sợ đâu à? Tí nó đốt thì không sợ đâu à? Hả? Ui rơi dưới đất kia khá là nhiều, các bác không biết là các bác có nhìn thấy không? Vào cái nào ấy? Ui nó không bay nhiều lắm rồi nhỉ? Lúc đây đâu? Có cây đấy á? Thế là đi gặp à? Ôi, không bay nhiều mấy rồi bây giờ ấy. Hầu như là hết hết rồi sao. Thôi nhìn thấy con nó rơi dưới đất đây khá là nhiều các bác ạ. Thầy chuẩn đi qua đây cũng phải là nói hết sức là cẩn thận đấy. Chứ không là tí nó. Ui chắc phải chạy thôi. Không được rồi. Chạy thôi không được rồi. Ồ. Có cả Hải đấy à? À thế cùng anh Sử là đi đây làm gì? Đi lấy ong thôi ạ. Đi lấy ong á? Vâng. Cháu Hải xin kính chào quý ông bà và chú anh chị ạ. Thế là lên đây lâu chưa? Ôi. Chạy luôn. Hầu như là đi lấy tổ ong là không cần mặc đồ bảo hộ gì luôn.
Thế Hải với lại anh Sử ra đây lấy tổ ong về lâu chưa? Vừa lên thôi ạ. Vừa lên thôi à? Vâng. Thế ông thì đã về đến nhà chưa? Chưa rồi. Vẫn chưa về nhà. Vâng. Thế hôm qua là chú với lại thím về thì bảo là gặp ông rồi đúng không? Vâng. Nghe tin thôi không? Ông chưa về đó. Nghe là nghe tin rồi là ông chưa về đúng không? Vâng. Đấy, có thể là chú với lại thím là gặp ông rồi cô bác. Đấy, biết được rằng là ông bình an, là không có chuyện gì xảy ra rồi. Thế là hôm nay Hải đã đi học về mấy giờ? 12 giờ. 12 giờ là về rồi à? Vâng. Đấy, bây giờ thì hiện tại là em Sử đang ở trên này lấy ông một chút cô bác. Cháu được chưa tiện hỏi máy, cho nên là một tí nữa cháu được sẽ hỏi hai anh em là kỹ hơn. Vừa rồi thì hỏi em Hải một chút thôi. Nó sắp vào hết rồi Sử. Ây. Thế cái này là lấy về xong là để ở nhà à? Ui, cái này thì bao giờ nó mới vào được hết. Cái này thì bao giờ nó mới vào được hết. Tối, chắc bây giờ phải tối vào hết rồi nhỉ. Thế là Sử đi đâu về mà gặp tổ ông này? Trên trồng ngô đấy vậy ạ. Lên trên chỗ trồng ngô về à? Vâng. Là lên trên ngô để làm gì? Để xem ngô đấy. Xem ngô à? Vâng. Xem ngô xem là nó lên chưa hay là như nào cơ à? Xem nó lên. Vào cái mùa này là mùa có tổ ong mật rồi nhỉ? Ui. Đấy, hôm qua thì cháu được cùng cá điện cho hai anh em thì em Sử có bảo rằng là biết là tin ông rồi các bác ạ. Thế Sử cho anh hỏi một chút thì ông là đi lên rừng thì làm những cái gì mà mấy ngày chưa về? Đi lấy ông ấy. Đi lấy ông à? Vâng. Thế hỏi ông thì đã lấy được chút nào chưa? Lấy được một tí đấy ạ. Lấy được một tí á? Vâng. Nhưng mà ông là về đến nhà chưa? Chưa đâu. Chưa đâu à? Vâng. Thế là hôm qua là chú với lại thím xuống là bảo với hai anh em đúng không? Vâng. Thế là thành ra là hôm nay hai anh em mới hết lo rồi đúng không? Vâng. Cũng rất là may của bác ạ. Ông lên trên rừng là cũng một phần là các em là lo lắng, và một phần thì ông lên trên rừng là ông không có cái điện thoại, thành ra là để mà nếu mà không về thì cũng không có biết là điện cho hai anh em, dặn dò hai anh em để cho hai anh em là bớt lo đi một chút. Thế ông thì hôm nào thì ông mới về? Biết không? Không biết ạ. Không biết đâu à? Vâng. Thế là biết tin ông là bình an rồi đúng không? Vâng. Không bị sao rồi đúng không? Vâng. Rồi, thế là như vậy là mừng rồi cô bác ạ. Chỉ sợ rằng là hôm qua là chú lại thím về thì đem theo một cái tin mà buồn thôi. Tin mà không biết là ông là chưa tìm thấy ông đấy cô bác. Thế là ông lên trên rừng là vừa đi tìm ông à thế? Vâng. Ôi, ở kia thì như nó vào hết thì sao rồi? Không thấy nó bay rồi đấy. Vâng. Thế là vừa rồi là Sử là lên trên nương ngô để mà tìm xuống đây để nhìn thấy à? Vâng. Thế có thấy bớt lo chưa khi mà biết tin là ông không có chuyện gì? Không dạ. Không à, không lo nữa đúng không? Vâng. Thế còn Hải nữa, có còn lo lắng không? Không nữa ạ. Hôm qua là em Hải là, thưa các bác ạ, không có đi học ấy, là cũng đi tìm ông đấy. Cũng đi lên trên rừng, chỗ nào mà ông cùng với lại Hải là đi lấy củi đấy. Rằng là đi xem là ông có ở trên đấy không. Cũng sợ rằng là ông gặp tai nạn thì không có về được ấy. Cũng sợ rằng điều đấy. Đấy, đến hôm nay thì không còn lo lắng nữa cô bác ạ. Và cháu này cũng xin cảm ơn các bác đã quan tâm tới ông, sợ rằng là ông gặp chuyện gì, và gửi những cái bình luận ở trên kênh rất là nhiều. Hải thì gửi một lời cảm ơn tới các ông bà nhá, quan tâm tới ông, lúc nào cũng bình luận lên nhắc nhở anh, bảo là đi tìm ông. Vâng. Con cảm ơn các ông các bà đã luôn luôn quan tâm tới ông.
con chúc các ông các bà thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc ạ. Hôm nay thì có vẻ lạnh hơn một chút rồi nhỉ? Vâng. Đấy. Còn em xử cũng thế nhá. Cảm ơn các ông các bà đã quan tâm tới ông nhá. Vâng. Đấy. Con cảm ơn các ông các bà đã quan tâm ông ạ. Con chúc các ông các bà thật nhiều sức khỏe, luôn thành công cho công việc ạ. Đấy. Hai anh em Hải Sử thì được các bác quan tâm và yêu quý rất là nhiều. Hai anh em thì đều và phải nói là cực kỳ mà ngoan ngoãn của bác. Hải thì bây giờ học đến lớp 8 rồi, sang năm là lên lớp 9 rồi đúng không? Vâng. Đấy. Vài năm nữa thì là em lại đi học cấp 3 rồi, nếu mà có kinh tế. Còn như Sử thì nếu mà sau này mà các bác giúp đỡ cho em Hải đi học thì có muốn cho em Hải đi học cấp 3 không? Có. Có à? Vâng. Nhưng mà mình ở nhà thì sẽ một mình làm nhiều việc hơn đấy. Vâng. Làm nhiều việc hơn thì có sợ mệt không? Có. Sợ mệt à? Vâng. Thế lúc mà mệt thì mình sẽ ngồi nghỉ à? Vâng. Thế nhưng mà mình có mình mệt như thế thì mình có mà muốn cho em Hải tiếp tục đi học cấp 3 không? Có. Có à? Vâng. Là vẫn muốn cho em Hải đi học là mặc dù mình mệt đúng không? Vâng. Đó. Đấy, hình như là nó vào hết rồi. Nếu mà vào hết thì anh em mình lấy đi về đây nhỉ? Để xem nào. Đấy. Hai anh em là cùng nhau là lên trên đi xem ngô về xong là bắt gặp tổ ong mật cô bác ạ. Đấy, tổ ong này thì theo như là em Hải chia sẻ rằng là cũng đem đi về nhà là chỉ để ở gần nhà thôi. Là lúc nào có mật ấy thì là lấy mật. Còn là cái tổ ong này thì là mật ong rừng của bác ạ. Tại vì là cái con của nó bé hơn. Và mật ong này thì nó làm tổ dưới phần gốc cây này. Đấy. Thì là người ta gọi là... Ôi, bảo anh tránh ra. Đấy, Sử không biết là làm gì. Ui rồi. Ui. Chạy như ông vỡ tổ ấy nhỉ. À, thế là nó đang ở trên... Ở trên cây thôi á. À. Ui, thế là nhiều đấy nhỉ. Ui, anh nhìn thấy nhiều lắm. Đây không có mật đâu nhỉ. Mấy năm mới có á. Thế là thường thường là mấy năm thì nó có mật. Từng một năm thì lấy được 2 lần từng đấy. Một năm là hái được 2 lần. À, một năm thì lấy được 2 mùa vụ mật của bác ạ. Cái mật này thì thuộc dạng như kiểu là mật ong nuôi rồi. Vâng. Nhưng mà mình có cho ăn không? Không cho. Không cho ăn á? Đấy thì đậy keo thôi. Đấy để nó tự... Ở dưới nhà mình có mà. Nó có mật chưa thế? Chưa. Chưa. Thế là để là nó... Chưa lấy rồi. Là nó tự sinh tự diệt rồi đúng không? Lúc chưa hành trình lấy rồi. À lúc chưa hành trình lấy à? Vâng. Thế lúc nào mà có thì lại đem lên cho anh nhá. Vâng. Không biết là ngày mai ông lên trên rừng về thì có lấy được nhiều tổ ong mật về được không? Đấy ở đây thì Chấn Lực cũng đã nghi được rằng rồi là ông lên trên rừng mấy ngày thì chỉ sợ rằng là ông vừa đi là gặp ong ấy thì là ông sẽ lấy luôn. Đấy sợ rằng tránh trường hợp là người ta đi là lấy mất ấy. Bầu khá là nhiều. Cái cách để mà lấy được ong về nhà là lấy được ong về nhà thì cũng phải là rất là mạo hiểm ấy. À cũng cầm kêu cả cái cuốc đúng không? Hết rồi à? Thế đi về tối mới về đúng không? Rồi đi thôi. Ở đây cũng có khá là nhiều cây chuối rừng này. Ôi ôi, chỗ này sơn đấy nhỉ, Sử nhỉ. Thời tiết hôm nay thì có vẻ như là se lạnh hơn một chút cô bác ạ. Hôm nay thì lên thì rất là vui mừng rồi các bác ạ. Vui mừng là biết về tin là ông không có gặp tai nạn nữa, không có gặp nạn ở trên rừng. Chỉ sợ rằng là
ông đi lấy củi là gặp nạn là không có về được thôi. Ôi ca. Bây giờ thì mới đến nhà của ba ông cháu rồi. Em sửa thì khi mà đi làm nương làm ruộng thì hai anh em đi cũng đóng cửa rất là chặt chẽ, rất là kín đáo. Không mà sợ người ta về trộm đấy nhở. Trộm mất đồ thì rất là xót. Sử thì không biết là lấy máy ra để mà làm gì. Làm gì đây Sử? Phát cỏ đây à? À phát cỏ xung quanh ở nhà à? Có bật ga không đấy? Có vẻ như để lâu ngày quá nó... Có vẻ như để lâu ngày quá nó nổ khó đấy. Xong được hả? Thế nào? Không tắc ở đâu đây mà. Rồi đúng không? Cái tưởng rằng là nó bị làm sao các bác, hóa ra là nó bị tắc xăng ấy, lâu ngày quá không dùng đến đấy. Đây có cả đồ bảo hộ bảo hiếc này rất là an toàn. Nào anh cầm cho. Tí nữa. Đấy, đây. Anh có cái máy phát cỏ cái này vào thì rất là tiện các bác ạ. Mình đi làm nương làm giấy thì nó cũng dùng đến cái này để phát thì nó rất là nhanh. Dọn dẹp xung quanh ở nhà một chút. Nhà thì cũng chỗ này thì là em Sử cũng không có trồng gì cả các bác, chỉ là trồng cây ăn quả thôi. Giống cây ăn quả thì hôm nọ cũng được bác Chiêm là bác ấy cầm sang cho em Sử để mà trồng xung quanh nhà. Thì độ tầm 2 năm nữa sẽ có một cái gốc cây mận này, cây đào, cây mận này, cây lê này ở đây. Hải đi dùng được không? Không được. Không được đâu à? Thì có anh Sử thì mới em Hải em ấy đang còn nhỏ cho nên là những công việc này em Hải còn không có làm được. Anh có người anh trai của mình rồi cho nên là người anh trai của mình gọi như là làm hết. Phát một tí là hầu như là sạch hết luôn các bác ạ. Rất là nhanh. Tôi phát phải cái cây ăn quả Sử nhá.
Cái lá rong kia thì cắt đi hay là để làm gì không? Biết à? Cho cắt đi để cho trâu ăn thôi nhỉ? Ủa chỗ này thì có vẻ như có lá tía tô khá là nhiều các bác ạ, chỗ này ấy. Lá này để mà ăn sống rất là tốt các bác ạ. Lá tía tô này thì nó sẽ có một loại là đỏ, một loại là màu trắng các bác ạ. Một vườn tía tô luôn. Đấy, có vẻ như là cái góc này sung xê quá này Hải này lên này. Cái góc này thì có rất là nhiều lá luôn này các bác này. Cái độ sống thì tỷ lệ mà nó sống thì rất là cao, nó không, hầu như là không có cây nào chết cả. Hải với lại Sử thì độ tầm 2 năm nữa thì nguyên hái mận là đi ra chợ bán rồi nhờ. Dạ. Thôi anh em mình ra kiếm tí đi, Sử đang làm đây quá. Đấy, vừa trồng ở đây thì em vừa làm gọi là nó bị nó vừa là bám đất đấy các bác, chỉ để cho nó chắc cái phần tả ly ở đằng sau này đi. Mấy hôm nay thì mưa thì không cần phải tưới nữa cả, góc nào góc đấy thì hầu như là lên cũng rất là tốt. Như là trên kia là trồng một góc thôi, sửa phát xong hết rồi sao rồi. Đấy, đường này thì phát cho nó gọn gàng lại. Cái phát rất là sạch các bác ạ. Đấy, hai anh em thì sau khi mà được Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì phải nói là cuộc sống của hai anh em thì cũng được Mạnh Thường Quân là bù đắp cho những cái phần gọi là vật chất với lại cả tinh thần nữa. Cháu Lực thì lên thì để mà giúp về cái phần vật chất ấy thì cháu Lực sẽ không có không giúp được các em nhiều cả. Đấy, còn về cái phần tinh thần thì cháu Lực sẵn sàng cháu Lực giúp đỡ. Ui, ghê quá nhỉ. Thôi anh em mình ra kia một tí đi. Cho anh Sửa anh ấy làm là nốt đã. Đây cái cây này như kiểu là cái rau mà để hầm với lại gà với thuốc bắc ấy cô bác, nhưng mà nó không có phải. Mùi nó rất là hắc cái dây này ấy. Cái này ấy. Cái lá này cũng rất là độc ấy Hải ạ. Lá này là cũng đừng để hái cho trâu với bò ăn nhá. Không là trâu bò là chết đấy. Mình không nên trồng đâu. Dân tộc Nùng thì có vẻ như là trồng nhiều hơn các bác. Còn người đồng bào dân tộc Mông thì hầu như là những cái bộ truyền thống không có nhuộm, mà không có dùng cái này để mà nhuộm. Phát những cái cỏ như này thì sẽ dùng bằng cái dây, một sợi dây để phát ấy. Còn nếu mà như kiểu gặt lúa ấy thì sẽ dùng con dao để mà gặt. Phát một vòng thôi là sạch hết là đường mọi cái rồi. Có vẻ như là em sử dụng cái máy thì rất là điều nghệ các bác ạ. Tăng ga lên Sử. Sứ ơi, tăng cái ga nó lên, tăng ga nó lên cho nó mạnh nó mới phát được chứ. Tăng ga nó lên này, tăng cái ga nó lên này, tăng cái ga nó lên này là nó mạnh là nó phát được mà.
Có phải, ờ đúng rồi, tăng cho nó kịch kim lên. Đây, có phải như thế chứ? Đó. Đấy, nó phải như thế chứ. Một phát là bay luôn đấy. Này mà đi mà phát ra nương lại phát ra ruộng thì không thể treo được vào đâu cô bác ạ, cô máy này. Cái này thì đi làm thuê để mà phát thì cũng được ấy. Ví dụ như là mình đã khoán ở phần ruộng của người ta là bao nhiêu tiền đấy. Hải thì chắc là chưa có vác được cái máy này đâu nhỉ? Chưa rồi. Máy này nó còn khá là nặng quá. Máy này thì mua vào cũng khá là đắt. Thay vì là độ tầm một năm trước thì em sử còn là dùng dao để mà đi phát. Còn là sang năm nay thì được bà An Phạm là giúp đỡ là dùng cái máy này để phát thì rất là tiện và rất là nhanh luôn. Hết rồi nhờ. Nhanh nhờ. Với tôi là ui. Nếu mà không có cái mũ này đeo vào thì cũng bay vào mắt là nhiều đấy nhờ. Bây giờ đánh phủ cho. Nhiều quá rồi này. Ôi ok đấy. Ui phát xong thì cuốn ở đây rất nhiều nhỉ. Hãy dùng bằng cái sợi dây nhựa nhựa được quá này. Phát phải nói là rất là mạnh. Ui cuốn cả vòng cũng là sắt ra đây. Mày phải dùng ra đây. Hãy đi đi làm thì không thể tránh khỏi được nó bị cuốn như này cả. Quán đây nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì cả. Mà sao đấy? Sao? Vậy đến hôm nay thì có vẻ như là thời tiết lạnh lạnh hơn một chút thôi các bác, có thể là lạnh như này thì ngày mai ông sẽ về không đi khai thác được ong ấy. Nếu mà đi khai thác tổ ong thì phải là đi vào cái lúc mà trời nắng ấy, thì mật nó sẽ không có bị chua. Ủa, phạt bụi thế, nhiều cái cỏ dính đấy nhở. Sử đi ôi sử cắt tóc rồi à? Thế nào? Không phải cắt xong như kiểu là vẫn chưa cắt đấy. Hải thì đến lúc cắt tóc chưa? Ôi Hải. Sao Hải thì bị cái này trắng trắng này à? Cái này. Cái này bị trắng một mảng rồi có bác này. Không biết, bị làm sao. Đấy cất máy, sửa thì cất máy ở trong nhà rồi. Máy móc như này thì phải để ở trong nhà. Để thì cũng để ở phần dưới bếp, dưới kho. Hôm nay thì cháu được lên thì cháu được chia sẻ lên. Chia sẻ một chút về ông với cô bác sau khi mà ba hôm là ông chưa về đến nhà. Và đến hôm nay thì cô chú cũng, ai cũng đều lo lắng cho ông cả. Sợ rằng là ông lên trên rừng là gặp nạn là không có quay trở về. Đấy, hôm nọ qua nếu mà không có cô chú mà về là không có biết tin về ông. Bảo là hiện tại thì ông vẫn không có bị làm sao cả. Vẫn bình an. Thì sẽ nhờ bên trưởng thôn sẽ cho cả làng cùng đi lên trên rừng để mà tìm kiếm đấy cô bác. Rất là may là không có chuyện gì xảy ra với ông cả. Thì có lẽ là thước phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực cùng với lại em Hải với lại em Sử cũng xin được tạm dừng ở đây thôi cô bác ạ. Và xin cảm ơn các bác rất là nhiều đã luôn luôn quan tâm tới hoàn cảnh của ba ông cháu. Và trong khoảng thời gian vừa rồi thì ông không ở nhà đấy thì cũng được rất là nhiều các bác có để lời
quan tâm ở trên bình luận và gọi điện cho cháu Lực trực tiếp nữa các bác. Một lần nữa xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Còn thước phim này cũng khá là dài rồi, cháu Lực cũng cùng các em kết thúc cái thước phim ở đây thôi các bác. Và cả hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở đường sóng tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào các bác. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Chào Sự, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.